chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn nhìn khác, đôi mắt luôn tìm tìm về. Lời rào tiếng hát cô tơ
bánh tét quê thơm lừng mua quà giùm em. Nghe tiếng sao miền tay chân chớp ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng thật ngây làm sao đôi má hay hay, bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng. Nhọc nhằn nón sớm sớm đầm đà bánh quê, đầm đà bánh quê nhiều nếp na, nhiều nếp na bánh tét ân tình quê em. Đất hương ba mùa đắm trong ân tình lá tươi xanh màu, dịu dàng bánh tét quê em có nhân hương dừa dưới cao thơm lừng, nhọc nhằn nón sớm sớm đầm đà bánh quê. Bánh tét ngon ghê chợ xuyên sao lời rào tiền hát cô tư, bánh tét quê thơm lừng mua quà giùm em. Sao ai đồ ngọt ngào miền tây bánh tét quê vui nếm thơ bao giờ đậm đà tình quê cô tư miền tây. Nghe tiếng sao miền tây chân chớt ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng ngực ngây làm sao đôi má hay hay, bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng. Bánh tét quê thơm lừng dịu dàng bàn tay quê hương của lòng, bánh tét quê em làm ngọt ngào lời rao ai thương làm sao. Năm hương ba mùa trắng trong ân tình lá tươi xanh màu, dịu dàng bánh tét quê em có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng, nhọc nhằn đầu hôm sớm sớm đầm đà bánh quê, đầm đà bánh quê nhìn dưa nếp na, nhìn dưa nếp na ai mua bánh tét ân tình quê em. Nếp hương ba mùa đắm trong ân tình lá tươi xanh màu, dịu dàng bánh tét quê em có nhân hương dừa trái cao thơm lừng, nhọc nhằn đâu số đây, vé số đây. Cô chú ơi mua giùm con tờ vé số với. Báo đây, báo đây. Có ai mua báo không? Cô chú ơi làm ơn mua giùm con tờ báo với. Báo đây, báo đây. Con phố không tên trên trần gian thôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành như ôi áo xanh hồi đời. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi ấy nước mắt rơi qua
ngày như thôi hương, rồi mãi như chiếc áo xanh em về nơi đâu. Đời đưa chân em còn không mơ chiếc áo. Xa và khi chiều hoàng phai
Bảo Trâm. Cơn gió lạnh quá hả tụi con? Mặc đồ ấm quá. Không biết là phía dưới thì như thế nào à? Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh. Trời lạnh ơi, không? Không có ánh sáng luôn rồi. Rồi ấm hơn chưa anh Duy? Ấm hơn. Anh chia sẻ cảm giác đi. Bây giờ anh mới cảm thấy là Khải Như thật là đáng thương. Sao vậy? Vì mặc một cái bộ quần áo hở vai như vậy thì làm sao phải chống đỡ được những cái cơn lạnh từ gió mùa mà hai con đã mang tới đây. Con hát một hồi cô lạnh thiệt luôn á. Giống như là hai con đang bạo liệt quyết liệt ở trong một cái cơn gió mùa về thật sự luôn á. Bệnh nhoi nè con ơi. Đó, vậy đó, sợ anh Duy trúng gió muốn chết luôn. Nhoi quá. Cái quan trọng nhất mỗi khi mà em dạy các học trò của em đó chính là cao độ. Chính cao xác. Độ ở đây kể cả nốt thấp cũng phải có cao độ. Đúng. Ví dụ như những câu mình bỏ nhỏ, gió mùa đông bắc về. Cái từ về đấy, nếu mà mình hát không đúng cao độ ở nốt thấp, nó sẽ trở thành phô và tạo cho cảm giác người nghe cảm thấy chết rồi, bạn này run mất, ôi bị phí mất một câu hát hay rồi. Cao độ trong bài hát này của các con ngày hôm nay thể hiện chưa được tốt. Tất cả các nốt thấp của các con bị run ý, đâm ra nó không còn cái tinh tế nữa. Cái nốt trên thì sẽ là các điểm mạnh của các con hơn, bởi vì khi mà các con hát nốt cao thì chúng ta sẽ được thả ra và chúng ta không cần phải ém lại giống như chúng ta hát lúc bỏ nhỏ. Nhưng nốt cao của các con không hề lên thẳng mà các con toàn sử dụng là kỹ thuật vuốt. Các con hoàn toàn là vuốt lên chứ không lên thẳng được nốt, đâm ra là có những nốt vuốt chưa đến được cái cao độ cần nghe. Có thể ngay bây giờ thì mọi người sẽ không nhớ hết đâu, nhưng mà về nghe lại thì mọi người sẽ cảm thấy được những cái nốt đó. Nhưng cái head voice của bọn con rất là hay. Cái head voice đấy là một cái mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có. Giọng chim hót ở bên trên á. Và cái giọng đó là đến bản thân Câu Hòa cũng không có. Cái đó là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bọn con. Nên là cô nghĩ đấy là một cái điểm đắt giá của bọn con trong phần trình diễn này. Và ước gì có một cái bộ trang phục nó bớt hiền đi một tí. Mong các con đều ghi nhận và cố gắng hơn ở trong những bài hát tiếp theo nha. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Giờ tới anh Duy nè, bây giờ ấm áp mình nói được chưa nè? Ừ. Đúng rồi, nãy cô Hòa Minh Duy nói cái gì mà voi voi đó em. Head voice. Oh, yes. Chỗ đó hai bé làm rất đã. Head voice là vị trí âm thanh đặt trên đầu á. Đúng rồi. Em cứ xoay qua, em nhìn vậy nè. Không có bè là giọng hai bé thiệt. Thật sự ngỡ ngàng luôn á. Giọng hiếm lắm luôn đó. Đúng rồi. Nhưng tụi con phải biến cái đó trở thành cái điểm mà người ta phải nhớ. Là mình phải đẩy hết nội lực để mà mình lên cái đó mà người ta phải wow, yeah. Cố lên để những bài hát sau nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Thì hồi nãy cô Hòa cũng đã góp ý con về trang phục rồi. Nó hơi quá dễ thương so với cái bài hát ma mị này thôi. Làm cho mình chưa có được vào tâm lý một cách chuẩn xác nhất. Không, nhưng mà nếu như mà này... bây giờ bù vô nha, con mặc cái bộ đồ này mà muốn thể hiện cái sự lạnh giá và khắc nghiệt của gió mùa về nha, kêu cô Diệu Nhi ra đóng cái vai một người đang bị ho, bị bệnh á, ra một không khí đó luôn, bù lại. Tự nhiên bài hát ta đang hay cái con người phụ nữ đi ngang ho gà là kỳ. Ngày hôm nay thì Trung thấy hai bé như thế nào và cô Diệu Nhi thấy hai bé ra làm sao? Mỗi người sẽ có cái cách nhìn riêng của mình thôi. Tất nhiên mình không có cái phần trình diễn nào mà mình hoàn hảo hết. Quan trọng nhất á, nãy giờ trong tất cả những cái lời góp ý của các cô chú á, thì các con có một cái ưu điểm của các con. Các con phải vui, bởi vì khi mà một bài hát của mình được khán giả tập trung vào cái điểm đó thì có nghĩa là mình đã thành công một phần rồi. Đó, như vậy là được rồi. Còn về phần chuyên môn thì chú Trung hãy nói cho các con đi. Nói cho anh sao cho cái tông giọng anh vui lên, cho các con đỡ căng thẳng được không? Cái bài hát này điển hình, thật sự nói thẳng luôn nha, bài hát này cái lời nó hơi lớn nên hồi bà chú muốn làm cho nó nhẹ lại. Tại sao chú không muốn tụi con làm quá? Tụi con làm quá tụi con sẽ mất cái chất tuổi thơ của tụi con. Cái bài hát này nó đã già dặn rồi mà tụi con làm gào thét này kia nhiều quá tụi con sẽ bị già dặn. Mình đi hát, mình nghe một cái bài hát đó, một cái người ca sĩ đó hát là mình nghe là mình phải học theo cách phong cách đó. Không phải, mình phải là mình. Anh, mình nghe bài hát đó thôi nhưng mình phải là mình. Lẽ ra em thấy mà đúng phong cách lứa tuổi các bé là phải hát gì nè. Gió mùa đông bắc về về. Đèn trên phố mà sư lại. Cảm ơn anh Duy với chị Mèo nhiều lắm. Giờ mới thấy nụ cười. Và bây giờ sẽ là một version đến từ Lớp Lá. Xin mời 2, 3. Gió mùa đông bắc về. Hết. Trời ơi. Hôm nay chú rất là ngạc nhiên với Hạ Vi là tại vì hôm nay con hát xuất sắc hơn. Mà đặc biệt là khi chú dặn con như thế nào là con làm như vậy. Khi mà có camera lên đứng ở đó quay với con là con phải diễn với máy luôn. Chú dặn con rồi đúng không? Chú dặn hết tất cả mọi người là khi mà có một chú nào cầm camera đi lên là tụi con phải buông ra diễn với máy. Và hôm nay con được điểm rất cao chỗ đó. Yeah. Cảm ơn chú. Giờ chú chưa thấy ai làm được điều đó. Mà cái đó em cũng không biết mà nhắc luôn. Thật sự phải nói rằng là
những tiết mục ngày hôm nay được trình diễn sẽ được bắt cặp nè, hoặc là hát tam ca nè, nhưng mà cái cá thể từng bạn cũng rất là quan trọng, cho nên là các con phải tự tin nhiều hơn nữa nhé. Một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục này. Cảm ơn các con. Ngày qua
đó chính là Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Trời ơi, dạ chào hai anh chị. Chững chạc dữ lắm con. Nam hay nữ hát ra câu nào xong phía dưới vỗ tay ngợp trời luôn, là tụi con hiểu là tụi con ngày hôm nay giỏi rồi ha. À bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp huấn luyện viên nè. Cái bài hát này á, thật sự là nó cần phải có một cái sự trải nghiệm của cái giai đoạn tụi học trò. Nhưng mà cái hay của tụi con là tụi con chưa có trải qua được cái giai đoạn đó. Nhưng mà tụi con tưởng tượng, và những cái điều mà con tưởng tượng á, nó hợp lý. Và chú nghĩ rằng là tụi con sẽ có một con đường làm nghệ thuật rất là sáng lạng, là bởi vì làm nghệ sĩ phải có tinh thần tưởng tượng rất tốt mới có thể phát triển trong nghề được. Cảm ơn chú Lâm. Mà anh ơi, mình phải thật sự là phải dành tràng pháo tay lớn cho con gái. Khi mà con đi thi, đây là đầu tiên mà con hát thể loại này đúng không? Dạ yeah. Đó, đây là một cái bước chuyển rất là kinh khủng. Và giống như là một cái con đường khác được mở ra. Cô nghĩ là con lựa chọn về đội của chú Trung là một sự lựa chọn rất là sáng suốt. Và con trai ơi, con còn nhớ cái ngày mà cô với chú tranh giành con ở tập lê trước không? Đó. Ôi nguyên trời một ơi. Nhóm luôn. Thật sự là bởi vì đội của em có một thành viên là hợp với giọng con trai lắm luôn ý. Ước gì nếu mà con về đội của cô nữa thì cô đã có một cặp đôi hoàn toàn rất là tuyệt vời. Nhưng mà không sao, cô chúc mừng tiết mục rất là thành công. Xin mời chú Duy và cô Khả Như. Nói gì nữa bây giờ, cô thật sự rất là ngưỡng mộ hai cái giọng hát của tụi con. Cô gái trẻ thì hát rất là dễ thương. Cô Quỳnh Nhi thì con không còn lạ với cô. Nhưng hôm nay cô cảm thấy được cái sự bản lĩnh hơn của con trên sân khấu, và sự tự tin hơn của con. Và chàng trai thật sự, con ơi, con không việc gì mà phải rụt rè nữa. Bởi vì con có một cái giọng hát che mờ hết tất cả. Con hát rất hay. Con lên sân khấu con không có run nữa, không có sợ nữa. Con không có được gõ nhịp trên sân khấu bằng những ngón chân của con nữa. Anh lại thấy cái đó dễ thương. Không anh, nó thành một cái thói quen là từ đây về sau bé hát bài gì cũng vậy không được. Phải có một cái sự rèn luyện của mình ở trong đó. Nhưng mà điều cô muốn nói với con đó là hãy tự tin vào giọng hát của mình. Con sẽ làm được hết. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Tụi con được may mắn là tụi con được sinh ra với một cái chất giọng rất là hợp với cái thể loại nhạc này. Mà mình nghe mình không bị lụy anh. Đúng rồi, nghe rất là mình tươi. Nghe rất là hào sảng. Mà cái kiểu mà hát có cái bao nhiêu là cái giọng phát ra hết. Chú rất là thích cái bài hát này của tụi con. Nói chung, cảm ơn đây con. Là một tiết mục hay. Đúng rồi, đây là một tiết mục hay. Trời ơi, lần đầu tiên luôn á. Nhưng như vậy phải nói ra những cái khuyết điểm đầu tiên của tụi con là gì tụi con biết không? Thứ nhất, hát một bài hát xả rác quá nhiều. Cái gì mà trên sân khấu rác không vậy? Mà không dùng tới cái đó luôn. Đúng rồi. Đúng là huấn luyện viên nào học trò đấy đi đâu cũng xả rác. Thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách gì hay là cái ảo thuật phù thuật gì mà chị Nhi đây ngồi đây và có một nhúm lông như thế này. Trời ơi là trời. Không hiểu. Cái trang trí của nhóm chị là phải như vậy em. Cái decor. Em đề nghị là cái nhóm này huấn luyện viên này nè, xả rác quá, mất vệ sinh quá. Có cái nhóm này rồi giờ đi lượm thấy chưa? Thứ hai nữa là gì? Quốc Linh, lỗi của con là gì biết không? Biết. Biết. Có cái đoạn vô đây nè, lo viết thơ cho bạn gái quá quên hát. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn vào được là được. Cho hỏi là cái kỷ vật mà con muốn viết gửi tặng cho cái cô này là cái gì? Dạ, có cái chí hết. Trời. Nó có cái chí hết. Trời, dễ được. Nói chung là chỉ là một cái nét diễn thôi mà chúng ta tin vào cái việc đó là tụi con quá giỏi rồi. Bây giờ nè, hỡi bố mẹ của hai con. Biết sao không? Kịch bản là dài lắm á. Mà hồi nãy hai bé ra căng thẳng quá anh ơi, căng thẳng. Tất cả các bài nào cũng sẽ có một cái chút nét diễn chút xíu cho cái bài mà nó hay hơn. Tập vở bài kiểm tra để cho cái máy ở trên á nó rọi xuống sẽ đẹp khung hình hơn. Xong rồi em cũng chỉ cho Quốc Linh nhiều nét diễn lắm. Phải đi ra đón đến cái hù bạn nha. Rồi hù bạn lúc miếng là thấy bạn hát thật quá, bạn hát hay quá. Mình quyết định chuẩn bị đi ra hát song ca với bạn đây. Là diễn tâm lý nhiều lắm đó. Xong rồi cái khúc mà vô trong đó là hai bạn chỉ bài với nhau. Ai vô đây cho tôi hỏi cái bài này là gì vậy. Rồi là bạn bé Nhi sẽ chỉ về cái bạn Quốc Linh sẽ chỉ không hiểu gì hết. Xong rồi bạn hoa phượng với nhau nữa. Xong rồi con bị nhớ nhiều quá. Thì cái đó là lỗi của em, quên dặn con. Nếu mà chị không nói là em mọi người cũng không hẳn là biết hết đâu. Tại vì các con dễ rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Dễ đúng thương rồi. Mà Nhi nhìn chân chất ha. Nhìn lúa lúa. Đúng rồi dễ thương lắm. Cứ vậy đi con, chẳng có bị sao như vậy nha con. Đó là một cái điểm riêng của con mà không ai cũng có đâu. Nhưng mà sau này nào Quỳnh Nhi không ăn hiếp Quốc Linh nữa nha. Ôi cha. Ăn hiếp đúng không? Mỗi lần hát sai là đâu mình làm lại thử coi. Bạn hát sai đó, mình làm thử coi. Quỷ Hà hát sai. Mắc cỡ kìa, ông mắc cỡ kìa. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Và chúc mừng tụi con có một tiết mục quá là tuyệt vời ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị.
Ủa, trực nhật thôi. Nào, dọn rác sân trường. Kiểu này không được, bởi vậy thấy chưa, học sinh ngoan là phải làm hết tất cả những cái công việc này. Dạ, có cần lấy đồ lau nhà luôn anh? Dạ không, này sân trường lau nhà chứ anh. Dạ. Quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chương trình Thủy Đỉnh Song Ca nhí mùa thứ ba. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trận đấu rất kịch tính giữa ba cặp huấn luyện viên của chúng ta sẽ giành giật những chiến binh về với đội của mình. Và để xem ngày hôm nay tất cả các bạn nhỏ của chúng ta sẽ đồng hành cùng với ước mơ của mình như thế nào trên sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí mùa thứ ba. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ các huấn luyện viên rất là đáng yêu đến từ chương trình. Đầu tiên xin được giới thiệu ca sĩ Thanh Duy và diễn viên Khả Như. Tiếp theo xin được giới thiệu diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Và cuối cùng hãy cùng nhau chào đón ca sĩ Hoàng Minzy và diễn viên Huỳnh Lập. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên rất là nhiều. Và bây giờ hãy giơ một tràng hô tay để chào đón phần dự thi đầu tiên. Yeah.
trời ơi. Giới thiệu cho mọi người biết con là ai, con mấy tuổi, đến từ đâu? Xin chào tất cả mọi người, con tên là Minh Hằng, năm nay con 7 tuổi. Con đến từ đâu? Con không biết. Ủa? Con sống ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là Cần Thơ hay là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con thấy chưa? Ba cặp huấn luyện viên phía dưới đứng lên hết cho con luôn. Là con nghĩ là mình hát quá tuyệt vời. Giờ con muốn là cặp nào chia sẻ trước nè? Cặp màu vàng hay màu đỏ hay màu hồng? Dạ màu vàng. Màu vàng. Xin mời Hồ Vị Trương. Tất nhiên phải nghe mình chia sẻ trước rồi. Tại vì ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Minh Hằng ơi. Dạ. Mẹ tên là Trần Thị Diệu Nhi. Con có phải tên là Trần Thị Minh Hằng không? Rồi. Dạ không ạ. Dạ không. Hay, rất là một sự đồng điệu mọi người ơi, rất đồng điệu. Chứ họ tên đầy đủ của Minh Hằng là gì vậy ta? Hồ Minh Hằng phải không con? Dạ Ngô Minh Hằng. Con mà nó hỏi gì cũng không biết. Con người ta đẻ đâu mà ra là mà làm cha mẹ ngang ngược vậy con? Bỏ đó gia đình thì qua một bên nha con. Đúng rồi. Thật ra thì chỉ muốn là kiểu con nuôi thôi, kiểu vậy thôi. Con nuôi mà xin phép người ta chưa mà ngang ngược vậy. Minh Hằng có muốn làm con nuôi của cô Diệu Nhi không? Dạ muốn. Trời ơi con ơi, con mà trả lời không á, cô không biết Diệu Nhi lúc đó ở đâu luôn á. Chắc là đào luôn cái hầm phía dưới luôn á. Không nghĩ là lúc mà cái màn á hả, vừa kéo cái cửa ra con bước ra mà con có chút xíu à. Lúc mà cô Diệu Nhi nghe cái giọng con á, ồ cô bé này là cũng phải lớn rồi đây nè, mới có cái giọng khỏe, một cái giọng hay như vậy. Những cái lúc mà con gì kiểu á. Hồi nãy là bé nó có cái dằn gằn giọng á. Cái gì mà như xe máy nổ vậy trời? Ủa là xe máy hả? Em đã bảo rồi, chuyên môn để nhường cho anh Trung. Con biết đó, để cho ba Trung nói nha. Chứ hồi nữa cô Nhi nói bậy tùm bạ hết trơn hả? Anh Trung nói gì chuyên môn đi. Khi mà con vừa có tiếng hát lên á, chú Trung không nghĩ là con chỉ 7 tuổi đâu. Chú Trung nghĩ là con sẽ lớn hơn như vậy nhiều. Nhưng mà chú Trung quyết định chọn con là cái tiếng hát của con đầu tiên vừa phát ra ập vô tai chú Trung á, chú Trung nổi da gà liền. Trời ơi, và chú Trung quyết định là phải bấm con liền ngay lập tức luôn đó. Mà sau khi mà cái màn mở ra thì trời ơi, con không những hát hay mà con được cái thần thái khủng khiếp lắm. Nên bây giờ chú Trung rất là thích con, không biết nói gì nữa, chỉ muốn là con về đội của cô chú thôi. Ly cà phê bán nè. Thôi gì bớt gì à, em anh Di nói gì hay cho con chọn mình anh. Vì là tự nhiên cái đứng lên cái rồ ra hết vậy trời. Sợ quá à. Trong một đường đua con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Trời ơi. Với chú Thanh Duy á, chú sẽ có những cái kho bài hát hợp với chất giọng của con. Và khi mà nghe giọng của con và khi thấy con bước ra sân khấu, cả cô Khả Như với chú Thanh Duy á là đã nghĩ trong đầu ngay. Chú Duy có một cái kho mà kho tàng bài hát cho con, còn cô Diệu Nhi có một cái mạng wifi đó con. Lên wifi là có nhiều bài hát lắm. Nó mà... cứ lấy đó nó chặt anh đó. Không phải đâu con, nhưng vấn đề là cái mạng nó nhiều lắm. Vấn đề cô Diệu Nhi có biết gõ từ khóa để ra cái bài hát đó hay không thôi. Có từ khóa đó. Dễ mà sợt gì nè, bài hát này nào bé Minh Hằng hát hay và trong tuyệt đỉnh song ca nhí khiến cho mọi người vỡ òa nó đã. Trời ơi. Sao chứ dài dữ vậy? Con có biết không, từ khóa đó là không có thật đó. Nên do đó con hãy chọn những cái điều tuyệt vời nhất. Có cô Khả Như với chú Thanh Duy thì không việc gì phải sợ. Con có sợ không? Bắt đầu sợ nhẹ. Thấy con bé nó đơ nhẹ đó. Con ơi con đừng có sợ cô nghe, tại vì cô thích con lắm á. Nha, con có sợ cô không con? Dạ không. Đó, hên quá, không sợ. Tại biết sao không, bị dễ thương lắm mọi người. Trời ơi, sợ quá. Một cái khoảng lặng nhẹ nè. Mời cô Diệu Nhi. Mấy cô mấy chú ở đây ai cũng thương con, ai cũng thích con hết trơn á. Nhưng mà cô chỉ muốn nói với con một điều này thôi. Nếu như mà con có nhã ý muốn về đội của cô đó, thì cái tinh thần của đội cô, cô muốn nói cho con biết là trên một đường đua đó, chiến thắng hay không không quan trọng. Quan trọng là trên con đường đó con để lại dấu ấn gì cho trong lòng khán giả. Con cảm ơn cô. Đi trên một đoạn đường mà quan trọng con để lại dấu ấn gì đúng không con? Cô chỉ sợ là con không có dấu ấn gì với đội này luôn đó. Vậy hả? Cả đội của chú Thanh Duy và đội của chú Hồ Việt Trung đều là những ca sĩ đi hát nhiều năm. Đó. Và kinh nghiệm sân khấu của chú với chú Trung á là coi như là ngang ngang nhau đó. Cho nên á là con giờ là tùy ở con thấy đội nào mà vui thì con về với đội đó. Đúng rồi, nha. Con thích đội nào đội của chú vui quá nè, con ơi về đi.
Anh ơi, như cái sở thú vậy đó. Thôi bớt bớt. Đội nào thì con cứ đi. Anh Duy, ngồi xuống. Ok. Sợ vậy quá. Đúng hả? Sợ tôi nghe con. Bé con sợ. Đừng có sợ con. Thôi bây giờ nè, về cái khả năng âm nhạc là anh Duy với anh Trung là khỏi bàn đúng không? Bây giờ là phải so sánh về cái khả năng âm nhạc của cô Diệu Nhi và cô Khả Như. Để làm sao để cho nó là ngang tài ngang sức và có sự đồng đều. Bỏ qua đi. Hỏi đi, hỏi đừng có so sánh. Để tôi hàng sớm tôi chủ trì công đạo tiếp cho. Nói giúp giùm chị sao cho chị khỏi hát đây, nha. Đây. Hồi nãy á là mẹ Diệu Nhi có nói với con là về đây mình đi tới đâu mình để lại dấu ấn tới đó. Thì tự nhiên cái chú Lập mới nhớ rằng là cô Diệu Nhi đi tới đâu là lông rải tới đó luôn. Đó là một dấu ấn rất là ấn tượng luôn á con. Khi mà chú nghe được cái giọng hát của con á, cái giọng hát của con nó trong trẻo vô cùng. Con thử coi hai đội bên đây đội nào phiêu được như đúng. Con hoặc hơn con thì con về. Chính xác. Xin mời nói về phiêu đúng không? Này không ai phiêu bằng nghệ sĩ hài hết. Xin mời Diệu Nhi ạ. Đấy. Lên. Mình lên sân khấu luôn mình mới có cái thần đúng của rồi, sân khấu. Đúng rồi. Nhi ơi sao em quéo vậy Nhi? Em đi cái mạnh mẽ tự tin. Ủa sao chị cũng vậy vậy? Ứng ngực lên đi. Đi mạnh mẽ lên. Trời đất ơi. Nào con gái, con đứng ở phía giữa nè. Nhi ơi, bớt phục vụ. Bây giờ là mình phục vụ bằng một câu phiêu nè. Cái câu phiêu nãy con phiêu sao? Con lên cái một nó lên nóc nhà cho chú. Lên. Yeah. Yeah. Đủ rồi. Đó, bây giờ là con gái cho chú mượn micro mời chị Như. Chết rồi. Sao chị Như chị giống như là ai xịt chừng 1000 chai keo lên mặt chị cô vậy? Cô lên. Cô chỉ nói như thế này. Thôi bây giờ tùy tâm con muốn về á, con về. Thôi đi cô ơi. Bây giờ phải thử thách. Cô phiêu cái câu đó cô không biết, giờ cô hát bài cô phiêu được không? Được. Vỗ tay cho chị Khả Như. Bàn tôi sáng. Sáng làm gì ạ? Nhìn anh lên giảng đường. Bạn tôi sáng nhìn anh lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi dạy thêm. Đứa làm tiếp thì thế là hát cái chữ đó phiêu sao cho nó đừng có nhạy cảm ta. Thì đừng xuống, chị xuống là mệt đó. Cô tới đó. Tới đó thôi, tới nghĩ đó thôi chị ạ. À. Đủ lòng rồi, tuột quyết quá. Ok, chị truyền cái micro qua cho chị Nhi. Đó, Nhi nè. Một người rất là để lại ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, đi đến đâu ấn tượng tới đó. Xin mời Diệu Nhi. Minh Hằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, con hãy quên cái hình ảnh chuẩn bị bây giờ nha. Hay quá, lót đường trước hết rồi. Minh Hằng, con nghe không? Cô sẽ hát cho con một câu Chị đi tìm em. Trời, nữa hả? Em ơi, có nghe không tiếng chị? Con thấy không? Cái giọng cô rất là vang mà không cần micro luôn. Không cần micro nó vẫn vang như vậy. Ghê liền, ghê liền. Thật sự. Hay quá. Tại vì cô đeo mic. Hay quá con. Đâu ơi. Có gạt được con nít đâu bây con giờ. Thông minh vậy lắm. Cái điều này mới thể hiện thấy rằng là con là một người có cặp mắt tinh tường. Thôi nhưng mà bây giờ con chỉ cho cô hát một câu nhẹ thôi. Nhẹ thôi, trời ơi. Nó bỏ con ơi, bây nhưng, giờ đừng nhưng mà hát, không có thử thách nữa. Nhưng mà không thử thách là hát gần nữa, hát nhẹ thôi. Cái nãy là cô hát nhẹ rồi đó. Nhẹ hết mức rồi con ơi. Chưa, bé chưa chịu. Con ơi, bây giờ là con thi á, chứ không phải là hai cô thi. Nên mình bớt thử nhau được không con? Vậy thôi tràn về đi chứ đừng nữa là thử nữa. Lập ơi, cảm ơn em đã giúp anh làm cho hai cái nhân vật phụ nữ đó lên đây hát cho tất cả quý vị nghe. Là bởi vì tuy là đội nhà em á không có gạt cần, nhưng mà bản thân em vẫn muốn thử sức là coi mình gằn giọng được tới đâu, hoặc là mình luyến lấy như thế nào sau những cái từ ngữ trong một cái âm nhạc đó anh. Ừ đó. Nói làm luôn em. Bây giờ là hát bài Chị đi tìm em hay là Bạn tôi sáng nhịn ăn? Chị tôi sáng nhịn ăn. Ok. Bây giờ là em xin chỉnh sửa một vài cái lời hát chút xíu để phù hợp với không gian bây giờ ạ. Chị tôi sáng nhìn ăn lên giảng đường. Chị tôi sáng đạp xe
20 cây số. Chị đi giày thêm, chị đi tiếp thì cho lại đi anh ơi. Lấy lại đi xù ơi, sợ quá. Anh xin lỗi Lập, nói chung là anh cũng cảm ơn em rất là nhiều vì cái pha hề hước này. Không sao. Hối tay cho Huỳnh Lập về chỗ. Không sao, không sao. Em hoàn toàn không muốn mang đến một tiết mục gì hoành tráng đâu. Tại vì em là diễn viên hài mà em muốn mang đến giá trị về tiếng cười. Vui không con? Dạ không. Giờ về luôn. Tạm biệt chị bé bye. Trời ơi, nói làm chi. Lập ơi. Trời ơi. Xin phép được cười nửa mét. Rồi. Không, em quyết định mà em đã từng nói với chương trình, em mang đến màu sắc sang trọng, em không làm trò. Vâng mọi người, nãy giờ Lập vẫn sang trọng đúng không mọi người? Đúng quý vị. Vâng, cảm ơn mọi người. Bây giờ con gái ơi. Dạ. Con quên hết tất cả những gì phía nãy nha. Dạ. Bây giờ phải bình tĩnh lên. Con nghĩ là con sẽ về với đội của cặp cô chú nào? Dạ. Để tỏa sáng ở dạ. vòng sau. Dạ. Suy nghĩ và đưa ra quyết định. Dạ. Dạ hoài vậy. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ nè. Ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Trong một đường đua, con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Con muốn về đội của... Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Em ơi có nghe không tiếng chị? Chú Hồ Việt Trân. Yeah! Dễ thương không? Chạy xuống luôn. Dễ thương lắm con ơi. Vì cái khả năng hát mà để micro mà xa nữa vậy mà vẫn có thể nghe được. Diệu Nhi em xuất sắc quá rồi Diệu Nhi. Cảm ơn cô Nhi. Trả lời cho tôi nghe đi, tại sao bắt tôi hát muốn chết? Bắt xỉu lên xỉu xuống mà không chọn tôi. Thật ra thì chị Như ơi, mình là diễn viên mà, đặc biệt là mình là diễn viên nữ nữa, cho nên là mình cần tìm cái nét diễn gì đó nó điềm đạm, nó tinh tế chút xíu. Dưới lố quá em nó chê nha chị nha. Ê ê, còn Lập ơi, chị nói em nghe này, tại em là diễn viên hề đó, mà diễn không có hề đó, bớt diễn lại đi. Hai chị em thương yêu nhau quá vậy. Và đó chính là sự giành giật chiến binh đầu tiên. Và để xem tiếp theo sẽ là gì, xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Đẹp như tí gôn vừa nở, Đà Lạt lắm hoa rừng phải không? Lối đi xinh tươi vô cùng, rất đẹp là lúc hoàng hôn. Đà Lạt lắm thông già phải không? Tóc thông xanh núi đồi, tình yêu sao như gần gũi. Đà Lạt lắm chim trời phải không? Líu lo ca vang ca bay như mừng du khách về đây. Ta vẫn nghe Đà Lạt yên vui lắm, đó quê hương của nàng thơ. Ta vẫn nghe đường đèo quanh có khuất mờ, tuyệt trần là hồ than thở. Ta vẫn nghe đường về Brent quyến rũ, thác Brent như mộng trần gian, nhưng vẫn chưa một lần đi thăm xứ lạnh vì đời còn lắm gian truân. Ngày
ngày nào đó ta về để vui với cô em má hồng, để đôi tim khơi mạch sống vào rừng ái ân chiều gọi chim đến khen cô em diêm kiều cho hồn mình cháy vì ngày nào đó ta về đợi nhau nhé cô em má hồng đẹp như tranh thơ tuyệt tác, ngày nào đó ta về để đưa gót chân cô em trang đai đi vào mê đắm Đà Lạt, ngày nào đó ta về để với con ý thì cô cảm nhận con không cố gắng bất cứ một cái điều gì và cái giọng hát của con phát ra rất là hấp dẫn cô. Giới thiệu tên con đi để cô biết. Dạ xin chào tất cả mọi người, con tên là Lê Phạm Tiểu Bình, năm nay con 11 tuổi. Ồ, nhỏ mà. Mới 11 tuổi à. Tiểu Bình. Trời ơi, con cao lắm á. Trời ơi, con mà trưởng thành là con làm hoa hậu luôn á con. Sao dạ mà con cao dữ vậy? Bây giờ chú có một cái điều muốn dành tặng cho con. Trên trời của chiều vì sao xếp thành bảy chữ, sao mà ngọt ngào quá vậy trời. Wow. Không mà thật sự nha, khi mà chú ở dưới chú nghe, chú hoàn toàn không cảm nhận được rằng là con đang hát để đi thi. Đúng rồi. Khi mà con bước ra, lúc đó chú không biết con bao nhiêu tuổi, và không biết rằng là kinh nghiệm đứng sân khấu của con đã như thế nào. Có thể là ở lớp, có thể là ở trường, nhưng mà con rất là nhẹ nhàng và dùng từ là điềm đạm luôn á. Chú nghe mọi thứ nó đến với cái tâm hồn của chú một cách rất là nhẹ nhàng luôn. Chú không còn phải bâng khuâng, băn khoăn gì mà phải lưỡng lự để gạt hay không gạt nữa. Và chú quyết định chọn con và hy vọng rằng là cái điều gạt này sẽ là một cái quyết định sáng suốt của chú. Thật sự là cô Hòa là một giọng hát đại trà, nhưng cô Hà là một người có giọng hát tuy bình thường nhưng cô cảm thấy là cô có cảm xúc. Nhưng đối với con á, con là một trong những giọng hát mà chỉ cần hát đứng một chỗ và hát trên sân khấu thôi là người nghe có thể tự cảm nhận được mà không cần phải có phụ hóa hay bất cứ một thứ gì hết. Tại sao cô gạt sao? Chắc chắn con sẽ thắc mắc lắm. Tại sao? Tại vì con đang hát một cái bài về Đà Lạt. Con vừa cất giọng lên là cô với chú Trung đã đi lên Đà Lạt với con rồi. Con hát một cái cách mà giống như là mình đang tưởng tượng là mình đang ở một cái không gian đi Đà Lạt mà không có cần phải đi xe 8 tiếng đồng hồ lên Đà Lạt vậy đó. Nhưng gần kết thúc bài hát thì cô với chú Trung mới biết là đã đến lúc phải trở về lại Sài Gòn để gạt cái cần câu này. Cho nên cần câu á. Em ơi, cái cần gạt câu điểm đó, gạt em chọn. Em coi thí sinh như chúng ta chỉ là những con cá hay sao? Em câu rồi. Câu người ta. Sử dụng ngôn từ cho chính xác và phù hợp nha. Đang ở Đà Lạt mới về còn bị say sóng say xe quá con ơi. Gạt cái cần gạt để lựa chọn con đá bình. À, nói về chuyên môn thì chắc là anh Trung nói cho bé đi hả? Chết. Chú nói như thế này đơn giản thôi. Khi mà con hát lên á, nó không quá cầu kỳ, chứ nó truyền tải được cái tình cảm. Chú nghĩ là giọng hát của con rất hợp với giọng của chú. Nếu mà con về đội chú thì chú và con sẽ có rất nhiều ca khúc song ca để phát hành. Không biết hát được không ta? Thử được không? Oh thử, my god thử không? Thể hiện đi anh, thể hiện cho bé đó tin tưởng đi anh. Bây giờ con hay hát bài gì ngoài cái bài con vừa trình bày á? Dạ con biết về dân ca. Một thương tóc xòa đã ngàn dạ đôi lên. Đúng không con? Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu dàng. Chú Trung biết hát không chú Trung? Chú Trung không biết hát bài này. Chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Thấy chưa? Chết rồi, tôi thấy con thấy có sự hòa hợp. Bây giờ ok, chú sáng một chút một đoạn cho con một bài để con biết được là chú cháu mình hợp cái nào. Thành phố nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tòa, người lửa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường,
tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia vui. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thật sự con về đội ai thì mai sau con vẫn phát hành album được với chú. Còn lại thì trong chương trình ý là cô sẽ cố gắng tìm cho con một bạn ca sĩ nhí khác để con có thể song ca, vì con đang đi thi đúng không? Cô sẽ tìm cho con, với là tuyệt đỉnh song ca, con sẽ phải có bạn diễn cùng mình. Còn chú thì kể cả con vào đội ai mai sau, chú đã hứa là chú vẫn phải làm album với con. Bây giờ con nghe nè, bây giờ nào con qua bên đội kia đi ha. Bên đây nếu như không có bạn nào nhí, chú vẫn đứng ra được, chú nhí quá trời. Mấy cả đúng cô không? có một điều nữa thôi. Đứng con một cái đẹp đôi liền, áo len này. Không, đấy. hơi thấp. Nhưng mà như này. Hơi thấp hả? Cô chỉ nói một điều nữa thôi, bởi vì em xin lỗi anh Trung, em quá thích bé. Em quá thích bé, thật sự cô quá thích con. Cô cho con, cô được hát thêm với con một câu nữa thôi. Và nếu mà con cảm thấy cô hợp thì chọn cô, thấy chú Trung hợp thì chọn chú Trung, được không? Được. Mình sẽ hát bài Duyên Phận được không? Hai anh em mình qua đây okay. Chơi đi. Ok, con biết luôn đúng không? Ôi trời ơi. Nào. Vô. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Hay quá. Cảnh nhà neo đơn bây em thấy chưa bé, lớn chiếu em. Đôi vai gánh nhọc nhằn tâm 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 tâm. Thầy mẹ thương em mà nhớ tim sẽ duyên, cầu mong em vào bên cho yên một bóng thuyền lửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến. Sợ người ta đến em không sao bao lời quên. Chưa yêu lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sông sâu được phát biểu một tiết mục này. Lần đầu tiên có sự kết hợp của ba đội huấn luyện viên với lại thí sinh nha. Đội bên đây màu hồng lên múa, trời múa quá trời múa. Chị bè đúng không? Hát đúng bè. Rồi chị hát thiệt như hát bè. Nhắc lời. Còn em nhắc cho anh Trung nhắc lại cho Hà Minh Thi. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Phải nói lại nhờ có con mà ba đội đoàn kết đến như vậy. Ôi con đúng là thiên thần. Bây giờ đã đến giây phút mà con phải lựa chọn rồi, con đúng cứ rồi. Suy nghĩ đi. Nhưng mà thật sự cô rất yêu quý con, quá yêu quý luôn. Yêu quý lắm, không yêu quý vừa, rất yêu quý. Cô tham gia chương trình nào cũng đạt quán quân hết. Bất cứ chương trình nào cũng đạt quán quân. Nếu không quán quân thì á quân, mà không á quân thì thí sinh yêu thích nhất. Hãy về đội của cô đi, cô sẽ tạo cho con là thí sinh yêu thích nhất. Hoặc quán quân, hoặc quán quân luôn. Đi, theo cô, đi. Thôi nha, bây giờ nha, Thanh Duy là cái người không bấm cho nên Thanh đúng Duy rồi. Sẽ là cái người quá rồi. Chọn bé, giờ hai đội kia về đi. Nói cái gì hay một hay câu nãy giờ chị có nói được cái gì đâu. Rồi, rút kinh nghiệm mấy đợt cô trước nha. Cô không có micro, nhưng cô vẫn hát thầm thì vào tai con, để con biết được là tình cảm của cô dành cho con thế nào. Yêu, thương, thích
không cần phải nói ra như cô Hòa đâu con. Đây nè. Không không không. Thấy không con nè? Cái đó không phải là hát thầm mà là nhiễu loạn thị phi. Không có, con thấy cô chạy lên đó, cô chạy từ đó lên đây. Cái chiếc giày của cô đã tét luôn, con thấy không? Con ơi. Con thấy không? Con thấy được tình cảm. Cô còn đi giày 15 phân mà cô phải đứng ngay để nói chuyện với con đấy. Bây giờ kính thưa quý vị các bạn. Con bây giờ bình tâm nói như thế này. Về cô Hòa Minzy, cổ cũng đã phân tích hết rồi. Cổ, cái đôi giày mà cổ có lết lên đây là do cổ chọn, chứ không phải là cổ mà chịu cực chịu khổ gì đâu ngay từ lúc đầu. Còn cô Diệu Nhi đầy nước mắt, gia đình không có điều kiện lấy đôi giày cũ mang, chứ không phải là vì con mà rách ha. Rồi bây giờ mọi thứ nó rõ ràng rồi, bây giờ chọn đi Nhi. Tém tém lại hồi nãy đó, em nói cái thí sinh không chọn em, mới nhớ không? Ừ rồi. Và con ơi, cảm ơn, hồi nãy con thấy cái tiết mục Duyên Phận đó thật là hay đúng không con? Ừ, thật là tuyệt vời khi mà các đội huấn luyện viên đã chọn cho con cũng như hát theo con một cái bài hát không phù hợp với lứa tuổi con lắm. Nhưng mà không sao cả, vì đó không phải là phần thi. Cái đó là bài cô Hòa chọn, còn cô biết rất là nhiều bài hát giống như bài Chị Đi Tìm Em vậy đó. Em ơi cô nghe chẳng tiếng gì. Cái bài đó không phải là cô cố tình chọn cho con, mà nhìn vào mắt con, cô cảm thấy là con biết bài đó. Đúng rồi. Vì từ nãy giờ con lắc đầu rất là nhiều bài mà chú Trung nói, và cô nói phát là con đồng ý ngay. Tức là con biết, tức là con và cô hiểu ý nhau. Rồi, được rồi, thôi, được rồi, được rồi, được rồi, Hòa Minzy, ok. Bây giờ như thế này, Diệu Nhi hiểu luôn rồi. Sao? Thật sự về ai cũng là hay hết, về ai cũng thương con hết. Con về đội cô không? Cái gì vậy? Không có, không có, gì vậy? Nào mọi người ơi, mọi người nói quá nhiều rồi, để cho bé được nói nhá. Chọn đi. Bây giờ con nói về tâm lý của con, cảm nghĩ của con đi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cảm nghĩ của con thật sự giờ rất là vui khi mà được cả hai huấn luyện viên bấm chọn con. Cả hai con đều yêu quý nhất. Nhưng mà... Con sẽ chọn ai? Con bấm đầu tiên. Con sẽ chọn ai? Cho à? Con xin phép ôm huấn luyện viên con chọn được không? Ôi, ôm huấn luyện viên con chọn hả? Mình đứng này, đội mình đứng này mà bé chọn giờ. Và đây sẽ là điều bất ngờ dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ lựa chọn của Tiểu Bình đó là... Mời con. Cảm ơn con rất nhiều, chắc chắn cô sẽ làm mọi điều tốt nhất cho con. Ừ. Cảm ơn con rất nhiều. Chạy lên rồi chống chọn người ta thì hình đôi giày đi. Bé rất là hợp với đội của Hòa với Vĩnh Lộc. Rất đừng là nói vậy Nhi buồn. Nhi, thật sự là em không hợp với chương trình luôn á Nhi. Cảm ơn con rất nhiều. Rồi, cảm ơn các cô chú đi con. Rồi. Cảm ơn con nha. Cảm ơn nha. Cô chú con hát rất là hay. Thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách gì hay là cái ảo thuật phù thuật gì mà chị Nhi đây ngồi đây và có một nhúm lông như thế này. Trời ơi là trời. Không hiểu. Cái trang trí của nhóm chị là phải như vậy em. Cái decor. Em đề nghị là cái nhóm này huấn luyện viên này nè, xả rác quá, mức vệ sinh quá. Đó, giờ chưa? Có cái nhóm này rồi giờ đi lượm thấy chưa? Tôi thích tắm nắng nha trang phục tàu.
Giới thiệu tí xíu về tụi con đi nào. Đầu tiên. Dạ con chào 6 vị huấn luyện viên. Và con cảm ơn ban nhạc đã hỗ trợ con hoàn thành Ngoan quá. Con tên là Huỳnh Như Hà Vi. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Sóc Trăng. Dễ thương luôn. Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Võ Nguyên Ngọc Nhi. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Cho hỏi nhẹ một câu là cái đội đã lựa chọn anh Trung và Diệu Nhi cảm nhận như thế nào về tiết mục này? Đã gạt cần rồi thì phải nói là rất là thích. Thích từ cái cách con biểu diễn, cách hát mà tụi con tự nhiên nữa, mà không phải ai cũng có. Nên thôi bây giờ thì cũng đâu có tranh giành gì đâu, nên thôi mình cũng... Mình cứ thông thả thôi. Hai đứa con dễ thương lắm. Giỡn rồi này kia, nhảy rồi này kia, xoáy động. Xoáy động là gì? Khuấy động không khí. Mọi người đừng có nhìn em cho mấy cái giáp giáp này coi. Đâu có đâu, em nhìn coi là chị tự tin như thế nào khi thể hiện những cái mình muốn. Vậy bây giờ động đạo cái độ căng thẳng không? Bây giờ nè, cả ba đội cùng chọn đi. Bây giờ chơi giỡn hoài. Thì tại vì em nói là em... Bây giờ nè, em sẽ cố tình phát huy cái khả năng thuyết phục của chị. Đúng rồi, bây giờ mọi người phải... Thôi, mấy người này kỳ quá, đi về lại liền đi con. Tôi, đi về dạ chị con. Tội nghiệp Nhi đúng không? Ác dễ sợ thằng. Ủa là về luôn hả? Về luôn. Trời ơi. Bye bye cô chú đi con. Một đầu tay chúc mừng cho đội của Hồ Việt Trung và Diệu Nhi đã có thêm một chiến binh nữa. Và bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, xin mời. Oh,
con giới thiệu một tí xíu đi. Rồi. Dạ, con xin chào các cô chú. Con tên là Hồ Thị Hoài Thương, năm nay con 14 tuổi, con đến từ Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh trời ơi, đi mỗi mình, giờ về Hà Tĩnh. Con tên là Nguyễn Thị Hoài Ngân, năm nay con 14 tuổi và con đến từ Nghệ An ạ. Ồ, cũng gần gần nhau, Hà Tĩnh, Nghệ An luôn. Hèn chi cái giọng hát tụi con ngọt ngào quá à. Tụi con ra tụi con đẹp, chỉnh chu về cái trang phục nè, hát cũng rất là ngọt ngào nữa. Mình sẽ lắng nghe cảm xúc của cô Hòa Minzy trước đi, bởi vì đây là sở trường của cô hát những cái giọng này rất là hay. Sao thở dài? Sao thở dài? Quay ra bảo người ta chọn rồi còn cố bấm nút. Tại vì thấy em không chọn. Vừa phải thôi, em đang cảm nhận. À, chị cứ kêu em chọn đi cái em không chọn cái chị chọn luôn cái rồi lại cãi nhau tiếp đây nè. Thì hai chị em mình què thôi. Con à, hai con là Hoài Ngân và Hoài Thương. Thương, cô là Thị Hòa, không liên quan gì hết. Ờ, thêm chữ y vào là ra Hoài đấy. Hòa mà thêm y vào là ra Hoài. Vâng. Đấy, các con đẹp từ ngoại hình, từ giọng hát, cái tên, tất cả mọi thứ đều xứng đáng để có thể trở thành một người nghệ sĩ lớn trong tương lai. Mà các con sẽ còn thiếu những thứ mà cô Hòa đã nhìn thấy, kể cả trong giọng hát. Nhẽ ra nếu cái khẩu hình phát âm các con đúng hơn với thể loại âm nhạc này thì chắc chắn các con sẽ hát hay hơn. Bởi vì thể loại âm nhạc này là thể loại âm nhạc cô Hòa rất là thích hát. Là hạnh phúc nếu hai con lựa chọn về đội cô để mai sau chúng ta có thể tạo ra một album âm nhạc với nhau. Về đội của cô nhá. Dạ con cảm ơn cô ạ. Còn chú thì chú sẽ chia sẻ về một vấn đề rằng là một cái sự, có một cái linh cảm mà chú cảm nhận được rằng là chúng ta sẽ thuộc về nhau á. Các con cất lời lên là quay qua: Hòa ơi, anh đảm bảo với em luôn, hai bé này cực kỳ cao ráo và cực kỳ đẹp. Là bởi vì cái chất giọng này giống như là chất giọng của Ngọc Nữ. Cho nên rằng là rất là sao xuyến với chú. Và khi mà cánh cửa này mở ra, ồ, chú đoán hoàn toàn đúng. Tụi con bước ra như hai cô hoa hậu. Rất dễ thương, hai cô hoa hậu nhỏ. Tụi con bước ra một cái là ồ trời ơi, tại sao tự nhiên năm nay linh cảm của mình, cái trực giác của mình nó quá đúng như vậy. Điều đó nó thể hiện được rằng là chắc là tiền kiếp chúng ta là gia đình của nhau đó con. Trời ơi. Nên ngày hôm nay màu đỏ luôn con nè. Ơi. Cho nên có thể thấy rằng là có một sự liên kết gì đó mà chúng ta không thể nào lý giải được, đúng không con? Cho nên là hãy về đây bằng những cái sự thấu hiểu, những cái lời tiên đoán, những cái sự dự đoán của chú có thể giúp cho hai con có thể thăng hoa hơn và chắc chắn sẽ phù hợp với hai chữ Ngọc Nữ đi hát. Đấy là dự đoán, còn em là em nói về năng lực thật sự. Và hiện tại các con cần phải thay đổi rất nhiều. Nếu tin cô chắc chắn sẽ thay đổi cho các con. Vì cô nổi tiếng là ca sĩ hát giọng bình thường nhưng rất cảm xúc. Hãy tin cô, hãy về với cô. Vẫn là slogan. Ủa, thích đang... ai lắm thì cô mới nói nhiều. Hãy về với cô nha. Đúng rồi. Này, mình về là... với nhau đi con. Thực ra là dừng ngay từ cái đoạn mà lọc á là được rồi. Em nói thêm á, cái em thích là quá, em xin lỗi chị, em thích quá. Bây giờ đội này nói vậy là tôi chờ xem đội vàng nói gì. Hai đứa con hát xong rồi đến bây giờ chú vẫn chưa tỉnh nữa. Cô khác. Ờ vậy thôi chú ngủ luôn đi, con về đây. Con về đây, chú còn chưa tỉnh đó, con về đây. À. Chú còn chưa tỉnh đâu, không có tỉnh táo hiểu không? Tại vì chúng đang bị cuốn hút bởi hai giọng hát của hai bé. Thật sự thì có một sự trùng hợp là tụi con cũng có mấy cái bông màu vàng trong áo chú nè. Trời cũng ơi. Chú có dính đúng không? Duy hai có dính đúng không? Tìm. Nói thật sự công tâm ở đây á, cái giọng hát của con á về với đội cô Hòa là hợp lý. Lúc đầu chú đã kêu cô Hòa bật cần lên để mời hai con về, nhưng mà tại thấy lâu quá chú sợ là mình bị vụt mất đi hai cái tài năng này nên chú mới bật cần lên. Tại chú muốn giọng hát là mình đã nghe rồi, mình muốn nhìn một cái hình chiêm ngưỡng cái dung nhan bên ngoài của hai con, thì bây giờ đây là chú nhìn thấy là một tuyệt tác. Và rất mong chú thì không biết nói gì hơn, bây giờ còn nữa thì thôi, bây giờ để cho cô Diệu Nhi sẽ nói. Với lại nãy cô Diệu Nhi nghe hai con hát đó thì cô Diệu Nhi thấy mấy cái nốt cao là hai con hát qua giọng gió đúng không? Thì bình thường là cô Diệu Nhi nói chuyện bằng giọng gió không? Cho nên hai đứa con rất là hợp với cô. Hòa nói giọng gió ngược lại. Cái giọng gió đó. Các con không có sử dụng giọng gió. Ủa sao nó lên cao quá vậy? Ở đoạn cuối là các con dùng giọng pha chứ không phải là giọng gió. Chú nói công bằng như thế này. Cô Diệu Nhi cũng làm được. Chị Nhi, cái giọng hồi nãy không phải giọng gió mà là bị tắt tiếng đó chị. Bỏ mình bây giờ, em hát bỏ mình á, đừng mình nói thôi. Đàng hoàng. Chẳng nếu đội về đội của cô Diệu Nhi chú Hồi Bị Chung, tụi con sẽ cười suốt ngày. Vậy là, lắm. Là không học biết. Hát luôn. Nói chung là bây giờ con thích ai thì con chọn người đó thôi. Trời ơi con. Rồi,
Cho tụi con chia sẻ một tí xíu về cái cảm giác khi đứng trên sân khấu của chương trình này đi. Bây giờ chú nghĩ là tụi con nên chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống bình thường của tụi con đi. Dạ thì con sinh ra ở một vùng quê, quê của con là ở nông thôn. Con là ở... Ủa, con nói giọng nó đi, không sao. Con ở Yên Thành, bố mẹ con thì làm nghề nông. Từ lúc sinh con ra thì gia đình con bị kinh tế sa sút. Và ngày xưa thì bố mẹ con không thể cho con theo niềm đam mê âm nhạc được. Và năm nay thì bố mẹ con đã mạnh dạn cho con tham gia chương trình ạ. Con muốn gửi lời tới bố mẹ con là con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con ạ. Rất là chỉnh chu đúng không? Rất là trưởng thành trong sự chia sẻ của con. Cảm ơn con với sự chia sẻ này. Và không phải ai, bạn nhỏ nào cũng làm được điều đó đâu. Còn bạn Thương thì sao? Con thì cũng giống như bạn Ngân. Hồi trẻ mẹ con cũng hay đi hát lắm. Bình tĩnh con. Bể, thôi được rồi. Trước khi cho em xin phép lên sân khấu, em không nói nhiều đâu, em xin lỗi chị. Cô muốn chia sẻ với các con một điều như thế này. Cô Hòa cũng sinh ra một vùng quê rất là nghèo. Bây giờ thì bớt nghèo rồi. Quyết định rời xa mái ấm gia đình của mình để lên Hà Nội lập nghiệp một mình. Lúc cô Hòa 16 tuổi, tức là hơn hai con chỉ có 2 tuổi thôi. Đó, cô tự cầm hồ sơ, tự bắt xe buýt và tự lên Hà Nội để tham gia thi một cuộc thi để vào trường văn hóa nghệ thuật mà cô yêu thích. Đó là một cái niềm đam mê từ nhỏ và chắc chắn là niềm đam mê âm nhạc của con là cũng từ nhỏ đúng không? Cô Hòa chỉ muốn nói cho con là hoàn cảnh không quyết định được số phận của bản thân mình. Bắt đầu tự lập một mình thì cô mới biết là cái nghề nghệ thuật này rất khó khăn. Cô là người hiểu nhất điều này. Nên mong hai con hãy về đội của cô để cô có thể chia sẻ tất cả những khó khăn mà hai con sắp phải gặp trong tương lai. Hay quá. Hay quá. Lại có thêm đó. Một sự yêu thương nữa dành cho tụi con rồi. Giống như sự chia sẻ của cô Hòa, tụi con phải tự tin hơn. Bởi vì đây chính là hành trang bắt đầu cái niềm đam mê của mình thật sự rồi đây. Đây là một sân khấu rất là lớn và chuyên nghiệp. Tụi con có ban nhạc, tụi con có nhà sản xuất âm nhạc, tụi con có đạo diễn hình ảnh rất đẹp, tụi con có rất là nhiều huấn luyện viên giỏi ở đây nữa. Và bây giờ, mời tụi con thảo luận để đưa ra quyết định của mình. Tụi con xin về đội của... Cô Hòa Minh Di và chú Minh Lập ạ. Yeah. Rất phù hợp đúng không ạ? Chúc mừng tụi con. Biển thanh thang tiếng
mới gieo trên đồi núi khai hoang. Hôm nay ta đã thấy yêu thương vừa thức dậy với tình người. Hôm nay ta đã thấy quê hương đổ nát rực sáng mặt trời. Chú ban nhạc ạ. Rồi, vỗ tay cho bạn nhỏ một lần nữa. Tự giới thiệu về tụi con tí xíu nha. Dạ, con xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây và 6 vị huấn luyện viên ạ. Và con tên là Kim Anh. Còn con tên là Thanh Thủy, con đến từ Long Thành. Giọng bạn này dễ thương quá trời luôn à. Ngọt ngào dễ sợ, mà sao ăn gì ốm dữ con? Vậy chú Sụ ăn gì mà mập dữ vậy? Chú ăn nhiều đồ ăn, nhưng con có ăn nhiều đồ ăn không? Dạ con ăn đồ ăn chứ con không ăn cơm. Trời ơi, giảm cân từ nhỏ luôn vậy đó hả? Người mẫu đó. Tướng người mẫu. Cả hai bạn luôn, đều cao ráo hết. Thế bây giờ cho chú hỏi nè, tụi con có biết hát thêm nhiều thể loại khác không? Để thuyết phục một lần nữa 6 vị huấn luyện viên phía dưới. Dạ có. Hát thử đi. Dạ con xin hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, côi cuốc thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở. Tuổi thân con khờ nó đói biết nhờ ai. Đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Trời ơi, ngọt ngào quá trời luôn á. Theo chú cảm nhận nha, đây mới chính là sở trường của tụi con nè. Tụi con hát ngọt ngào như thế này, không biết là phía dưới có ai xúc động không à? Có ai muốn động đậy cái cần gà không à? Hồi nãy lúc con hát bài kia chú không chọn con được, là tại vì chú chưa nghe đã, chú chưa cảm nhận được hết. Mà thật sự là chú, cái e chú nha, cái e của chú thường nghe nhạc chú lại thích nghe những cái dòng này. Con mà được chú chọn vô là con phải cảm ơn chú Minh Xù đầu tiên, con chú chọn con nè. Wow! Yeah, chúc mừng tụi con. Wow, vậy là chúng ta đã có cơ hội ha. Trời ơi, như đi trình diễn thời trang áo dài vậy đó. Đẹp dễ sợ. Chúc mừng đội màu vàng đã có thêm một chiến binh mới. Và bây giờ hãy cùng nhau chờ đợi thí sinh tiếp theo. Thank you.
take me forward I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, it can't run from self. There's no way. Phần trình diễn hết sức là xuất sắc, và con có thể thấy biểu hiện của các cô chú dưới này đang rất rất là thích con luôn. Để các con giới thiệu tên của mình đi. Dạ, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến tất cả các vị huấn luyện viên và khán giả trong trường quay ạ. Con tên là Lê Trần Mỹ Anh, năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Con tên là Nguyễn Thu Huyền, năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hòa Bình ạ. Hòa Bình. Con đã thấy được các cô chú vỗ tay cho con rất nhiều. Bây giờ cô sẽ hỏi đội đầu tiên để cho con biết cái cảm nhận của các cô chú về con nhào nha. Vâng ạ. Xin mời chị Diệu Nhi.
hết hồn. À chị, hai con gái ơi, thực sự nãy giờ hai con gái hát một bài hát nhạc nước ngoài, mẹ hiểu chữ ai, chữ mi với chữ du thôi. Thật ra mẹ nghe không kịp thật sự luôn á, nhưng mà mẹ bị hút bởi vì cái giọng hát của hai con á. Mẹ nghe mẹ cảm thấy tự nhiên nó hút mà mẹ nổi da gà hai ba lần luôn á, thật sự luôn. Tại sao cái dáng người như là hai thiên thần nhỏ mà tại sao cái giọng hát nó có thể gọi là nó đầy, nó dày mà nó cao dữ vậy, không biết nữa trời. Trời ơi, ai đẻ mà khéo dữ vậy ta? Mẹ người ta đó Nhi. Nhưng mà mẹ mới của con nè, mẹ hứa, mẹ hứa khi con về với mẹ với lại ba, một cái gia đình thứ hai của hai con, thì mẹ sẽ kêu ba chỉ cho con những cái gì mà liên quan tới thanh nhạc á. Mời ba nói. Mày không vậy hả? Tuy là mình không có nhiều chuyên môn về âm nhạc, nhưng bên cạnh đó chúng ta có thể mang cho các bé cái cách trình diễn, cái cách dàn dựng thì đó, như thế nào đó để các bé có thể tự tin thể hiện bài hát của mình một cách phù hợp nhất. Đúng rồi đó, ý là cô Nhi vậy đó con. Để ý mẹ là vậy đó. Và mẹ biết là cái giọng hai con không chỉ là hợp với dòng nhạc này không đâu, và rất còn nhiều đó, hợp rất rất nhiều dòng nhạc khác. Và cái sự tự tin của hai con, mẹ chắc chắn là dòng nhạc nào hai con cũng không có chừa. Theo ba nghĩ là cái lửa của con diễn con tự tin lắm, như là con không quan tâm ai hết, con chỉ biết con hát thôi đó. Là cái điều đó là không phải ai cũng có cảm giác, là tụi con không có một cái run sợ gì hết, rất tự tin luôn. Mà cái điều đó ba rất là thích. Về đây con. Đôi màu hồng thì không nói gì nhiều, chỉ muốn hát tặng con một câu thôi. Wow. Nào. I have nothing, nothing, nothing. If we don't, we. If we don't have you. Chú quan tâm nhất là phần mình chọn bài hát gì để mà mình thi. Chú biết là phải có những bạn hợp với giọng hát này, giọng hát này, nhưng mà muốn ém hàng, muốn giữ lại những cái bài hay để mà mình đợi dòng sau. Chú thấy vậy uổng. Và mình chọn một cái bài hát nào mà mình hát giỏi nhất, đúng với cái sở trường của mình nhất. Nếu mà tụi con về đội của chú với cô Khải Như thì chú cũng sẽ có những cái bài hát tiếng Anh có thể tôn lên được cái giọng hát của tụi con, mà không chỉ là tiếng Anh. Tụi con có thể một lâu lâu tụi mình bẻ một cái để cho khán giả bất ngờ về cái khả năng của mình. Và chú nghĩ là hai con có thể làm được cái chuyện đó, nên hãy về đội của cô chú nhé. Đây đây, còn cái này chú xin khoe cái nhà bên kia luôn. Là bây giờ con hát tiếng Anh đúng không? Nhưng mà con nhiều cái nốt mà con vẫn chưa có phát âm được chuẩn cái tiếng Anh đó. Đây, thầy giáo dạy Anh. Thầy giáo dạy Anh luôn con. Trước khi mà cô Hòa Minzy sẽ để cho các con hỏi ý và suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình đó, thì cô Nhi xin gửi tặng cho hai con. Cô Nhi, bài hát tiếng Anh của cô Nhi cũng biết hát dữ lắm, chỉ là hát không hay thôi. Thì I love you, you love me, we are happy family. Đáng yêu quá, chúng ta là một gia đình mà. Nó về với cô nha con, nha con, nha. Tiếng Anh của hát cũng ổn lắm á. Con sau khi nghe tiếng Anh thì cô lại nghĩ ra một cái điều, đó là cô vẫn có thể muốn làm nhạc kịch cho con. Wow, cái, cô Khải Như là con. Diễn viên nhạc kịch. Và chú Thanh Duy cũng rất là thích cô Khải Như ở cái việc là cô Khải Như có thể là vận dụng được giữa diễn xuất lẫn ca hát trong một cái tiết mục. Nên là nếu mà tụi con về thì giống như là hổ mọc thêm cánh thôi. Có chú về phần âm nhạc, có cô Như về phần dàn dựng, là tụi con sẽ là một tiết mục rất là hay. Bây giờ hai cô chú, hai đội chọn con, các con chỉ được lựa chọn một mà thôi. Đến thời gian hội ý rồi, các con hãy nói với nhau nhá. Xong chưa? Cho bọn con xin phép là bọn con sẽ đi đến đội nào và ôm đội đấy được. Quay lưng lại, quay lưng lại không? Bịt mắt đi các chị. Nếu mà tụi con về thì giống như là hổ mọc thêm cánh thôi. Có chú về phần âm nhạc, có cô Như về phần dàn dựng, là tụi con sẽ là một tiết mục rất là hay. Mẹ hứa khi con về với mẹ với lại ba, một cái gia đình thứ hai của hai con, thì mẹ sẽ kêu ba chỉ cho con những cái gì mà liên quan tới thanh nhạc á. Đừng quẹo nha, đừng quẹo. Trời ơi, tụi người gây giỡn mà tụi con. Trời ơi, mình sẽ tập thử bài hát tiếng Anh này. Mình sẽ tập hát mà tụi con sẽ tập nhảy luôn. Nhảy được đúng không? Nào chúng ta còn nhảy nào. Nè. Không, chị Như, em đã nghe thấy chữ quẹo của bé rồi. Cho nên là lúc mà bé tiến thẳng về đội chị Nhi, em biết là đã chọn đội chị. Các bé rất thích trêu đùa cảm xúc của huấn luyện viên ha.
nhiều bé cứ vậy nè đấy, cứ vậy ví dụ vậy đi, cái giày, cái giày đó cứ đen vòng đó là xong rồi đi về luôn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là thời lượng trong tuần này cũng đã hết rồi, chúng tôi rất là tiếc. Nhưng mà còn rất là nhiều các chiến binh của chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ cho những tiết mục của mình để tham gia vào chương trình mùa thứ 3 của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Đến đây xin khép lại. Xin chào. Trong một vũ trụ đầy hỗn loạn, cái gì mà như xe máy nổ vậy trời? Cây số có nghe không tiếng gì? Nơi có ba thế lực luôn đối đầu với nhau từng giây, từng phút, từng giờ. Màu đỏ đỏ con à. Thiên thời địa lợi nhân hòa, con muốn hát giỏi có hòa minh gì có thật chi mà cả như thì không việc gì phải sớm. Lại đây chơi vui lắm các con ơi, đã có ba mẹ đây rồi. Mẹ mẹ trưng lắm ạ. À mẹ trưng lắm ạ. Chào mẹ nha, chào mẹ nha. Với vũ khí duy nhất là giọng hát của mình, liệu những chiến binh nhí nào có đủ can đảm để thiết lập lại trật tự nơi đây? Màu hồng, màu vàng, đâu mới đúng là màu may mắn? Đội nào sẽ thuyết phục được các chiến binh nhí giải cứu mình khỏi thế giới hỗn loạn này? Cô hát được luôn con, cô múa được. Cô làm được hết con. Này chương trình không cần aerobic tập thể dục. Và những cuộc tranh chấp nào sẽ nổ ra? Con gấu cho hai con nè. Tôi đâu có nói cái gì đâu, tôi làm mà. Đem phụ cho. Đó! Mẹ tặng cho con. Của mẹ mà, mẹ đã mua cho hai con mà. Áo gà cho thương quá vậy, cất đi cưng ơi. Căng thẳng. Cuộc sống này con biết không bao giờ trải hoa hồng, nhưng riêng về đội cô chú trải hoa hồng cho con đi. Con không phải mặt bánh bèo mà con không hát được rốc. Theo chú nghĩ là con nên qua bên đội của chị Ngon. Chị gạt đi, em không máu chị. Không, thêm alo. Kinh nghiệm. Nhưng cũng đầy cảm xúc. Được làm chính mình nó khó lắm. Có thể câu hát đầu tiên của con sẽ không ai vỗ tay cả. Nhưng tụi con biết không, sân khấu là sự ngẫu hứng. Con hát lên á, nó không quá cầu kỳ, nhưng nó truyền tải được cái tình cảm. Cái giọng hát nó chạm đến trái tim của chú. Sau tất cả, ai mới đúng là người được lựa chọn? Con chọn về đội của... Chọn đội của... Nói chung là bây giờ con thích ai thì con chọn người đó thôi. Nhưng con sẽ chọn về đội của... Chọn xin là... lựa chọn, đó chính là... Ngay bây giờ, hãy đến với tập đầu tiên của vòng lộ diện và cùng chào đón MC Minh Tù. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa 3. Chương trình của chúng ta do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Tại vòng lộ diện, các bạn nhỏ sẽ được thể hiện tài năng của mình và các huấn luyện viên sẽ có cơ hội được lắng nghe. Nếu như yêu thích và nghĩ rằng đây chính là chiến binh của đội, hãy gác gần để lựa chọn. Nếu như có hai sự lựa chọn trở lên thì chúng ta sẽ cùng nhau hồi hộp chờ đợi quyết định đến từ các bạn nhỏ. Trước tiên hãy cùng nhau gặp gỡ
các cặp đôi huấn luyện viên rất đáng yêu của chương trình, ca sĩ Thanh Duy và diễn viên Khả Như. Yeah. Yeah. Có Thanh Duy và Khả Như thì không việc gì phải sợ. Và tiếp theo hãy cùng nhau chào đón cặp đôi diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Xin chào các con của chào mẹ. Các con của ba. Mời ba mẹ về chỗ luôn. Vỗ tay cho họ được không ạ? À? Cặp đôi cuối cùng của chúng ta xin được giới thiệu diễn viên Huỳnh Lập và ca sĩ Hoa Mizzy. À không nói gì, một nụ cười thân thiện thôi. Vỗ tay cho họ được không ạ? À? Xin mời. Bệnh sao á? Cặp đôi cuối cùng sắc đỏ rất là rực rỡ nhưng giọng cười hơi mang rợ. Không, đó là nụ cười của ông Bụt bà Tiên. Dạ bây giờ mình cười lại nào, 2, 3. À, Minzy, cảm giác của em như thế nào khi lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình? Em rất là hồi hộp. Em mong là với sự hồi hộp đấy thì em hồi hộp mà lay qua cho anh luôn á. Ôi vậy hả? Em hồi hộp. Em nói rất mà tự anh tin khi mà em ngồi cạnh anh Lập. Mình là quyết tâm, mình nói xin thề cái này. Xin thề. Quá mẹ. Giống như là tất cả mọi người cũng thấy nét nhạc hơi buồn ha. Khi nhìn vào các ban huấn luyện viên thì có lẽ như là lành ít dữ nhiều. Ê dạ. Có vẻ sắp tới đây Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí sẽ là một chương trình vô cùng hỗn loạn. Lúc đầu á, em nhìn nguyên cái dàn này em thấy cũng sôi nổi lắm. Không biết làm sao tự nhiên những cái nét trầm buồn. Thôi để nụ cười thân thiện màu hồng cười giùm em nhẹ một câu. Hỡi các con của ta, giữa muôn trùng khơi xa, dù bão tố phong ba, hãy như những đóa hoa để mãi mãi vươn xa. La 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 la. Có Thanh Duy và Khả Như thì không việc gì phải sợ. Trời ơi, cái đĩa bài năm ngoái tới năm nay nó vẫn còn đáp ở đây đúng không chị? Khả Như với anh Thanh Duy có một cái lời hứa với nhau cách đây khoảng 7 năm. Lâu hả? Lắm rồi. Là ước gì có một chương trình mà hai anh em được ngồi với nhau. Dạ. Và đây là một cái chương trình mà thực hiện ước mơ của hai đứa. Và hai đứa tự quy định đây là một cái chương trình của hai đứa. Do đó hai đứa tôi có nói gì nói kệ, hai tôi đừng quan tâm. Thấy họ làm thơ em cũng muốn làm thơ. Em làm thơ đi, anh làm thơ chung với em. Nào. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Rồi, cái gì vậy? Con muốn hát giỏi. Có Hoa Minzy. Hãy về với chánh điện của em. Diệu Nhi và Hồ Việt Trung điềm đạm nói một câu nhẹ giúp em. Các con ơi, đó đã có ba mẹ đây rồi. Nghe như là mẹ mình ấy nhở? Nghe như là mẹ mình ấy nhở? Nhẹ nhàng. Đội này em sợ. Nói chung là tôi sợ luôn cả ba đội đó. Trời ơi, không biết là các con có sợ hay không. Nè, không phải. Em ơi. Alo. Lời nói đầu tiên. Xin phép quý vị khán giả cho Diệu Nhi và Hồ Việt Trung gửi đến quý vị khán giả ở mùa 1, mùa 2 và mùa mới lời chào trân trọng nhất. Nói về vấn đề song ca thì Diệu Nhi cũng chưa bao giờ song ca. Nói về khả năng ca hát thì cũng hơi kỳ. Cho nên Diệu Nhi cũng không biết lý do gì mình lại xuất hiện ở một cái chương trình này. Minh Sụ, sao có mặt ở đây vậy anh? Khả năng diễn xuất đã mang em đến. Đúng rồi, diễn xuất. Hay quá, vỗ tay cho Diệu Nhi. Bây giờ em biết lý do mình có mặt ở đây rồi. Còn anh Chu thì sao? Chào chứ đi, chào cả nhà. Trong 6 người thì mình là người nhỏ tuổi nhất. Em mới 16 tuổi à. 16 tuổi lên làm thí sinh luôn ngồi đây chi anh? Chương trình nên kiểm tra tình hình sức khỏe của huấn luyện viên và thần kinh nữa chị. Yeah. Bây giờ mình quên tuổi tác qua một bên đi. Diệu Nhi lấy cái ý tưởng gì mà từ dùng nông thôn mà rơm không vậy em? Chủ đề ngày hôm nay như anh đã nói thì đại diện cho vùng nông thôn. Nhưng nó cũng là một cái loại thuộc dạng là lông vũ. Để nông cho vũ. Các con từ nông thôn chắp cánh bay lên. Hay quá trời ơi. Ba cặp huấn luyện viên của chúng ta đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau chào đón thí sinh đầu tiên. Thank you.
để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về, để bước tới ấm áp bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiền nhà. Đường xa không sao ngăn nhưng bước chân trở về, để dấu cũ đã mát bên bạn bè và bên ly trà gốc bên ánh lửa hồng đọng dài. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua, để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Chào cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại và bên ly trà gốc bên ánh lửa hồng đằng dài. Có bước chân đường xa đấy, yeah. Bước chân trở về, yeah. Có bước chân đường xa đó, yeah, yeah. Bước chân trở về để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Hôm qua chưa xa cho ngày qua. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Để hôm qua chưa đưa ôi tình yêu. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Để không qua chân xa cho ngày qua. Trao nhau thân thương ôi tình yêu. Quà trao nhau thân thương ôi tình yêu. Một tràng hơi tay cho Quốc Hương và Gia Uy. Ba sự bình chọn cơ mà, đúng không? Một tràng hơi tay nữa cho hai bạn nhỏ, quá là tuyệt vời. Đầu tiên tụi con giới thiệu trước về bản thân mình đi. Dạ, con tên là Trương Mai Gia Uyên ạ. Con 12 tuổi. Dạ, con tên là Phạm Lê Quốc Hưng và con đến từ Gia Lai. Năm nay con 13 tuổi ạ. Wow, Gia Lai 13 tuổi. Tụi con tham gia chương trình với mục đích như thế nào? Dạ, hai năm trước thì con cũng đã xem rồi ạ. Ừ. Và con quyết định năm nay đi thi vì con muốn là sau này làm thầy giáo dạy nhạc để dạy các bạn mồ côi. Con ơi, nhưng mà bây giờ đầu tiên là nếu mà con về đội chú là con giúp đội chú rồi. Hợp lý, hợp lý. Còn con gái thì sao? Sau này con cũng muốn làm một ca sĩ và cũng muốn làm cô giáo dạy nhạc cho các bạn nhỏ. Dạ. Hai đứa tụi con là anh em hay là tụi con là bạn hay sao? Con quen em ấy từ khi mà đi hát từ thiện ấy ạ. Là hai anh em gặp nhau thế là quen. Dễ thương quá, có cái duyên gặp gỡ nhau bằng âm nhạc hả con hả? Mà chúc mừng tụi con với ba sự lựa chọn của ba cặp huấn luyện viên ngày hôm nay. Con cảm ơn chú ạ. Yeah. Bây giờ nè, tụi con đứng, tụi con lắng nghe sự chia sẻ của ba cặp huấn luyện viên nhé. Đầu tiên này chú với cô Khải Như xin được chúc mừng tụi con vì có một cái phần biểu diễn mà đã làm cho cả cái trường quay này nóng lên. Nhưng mà chú phát hiện ra là vì tụi con thi đầu nên là ở những cái đoạn đầu á, tụi con còn rung. Dạ, vâng ạ. Và dạ, cái rồi. Cảm giác của tụi con á, khi mà mình càng rung á, mình lại càng cố gắng hát cho to, cho bự, cho rõ ra. Nếu mà tụi con về đội của tụi chú sẽ chỉ cho tụi con cái cách làm sao mình control được, điều khiển được cái giọng của mình. Khi mọi người không chọn con á, chú Duy á lại thấy được là tụi con cố gắng hát thật hay hơn. Và cái ngọn lửa tự tin của tụi con á, làm cho cô chú cảm thấy rất là thuyết phục. Nếu như có thể,
hãy về đội với cô chú nhé. Dạ con cảm ơn ạ. Dễ thương kìa, màu hồng đúng là màu hồng. Bây giờ đậm đậm hơn xíu nè tụi con, màu đỏ nè. Cái chuyện mà hồi hộp đi thi là một chuyện hết sức bình thường, kể cả con thi đầu hay thi cuối con vẫn có quyền được hồi hộp. Cái quan trọng là cô Hòa không chỉ nhìn thấy cái hồi hộp của con mà cô Hòa còn nhìn thấy rất là nhiều khuyết điểm trong giọng hát của con hiện giờ. Con bị nuốt chữ rất là nhiều thì em còn nói là thôi hay là để cho hai em lên được một cái cao trào, một cái nốt mà em trông đợi thì em đã nghe được cái điều đó rồi. Và đúng rồi, đúng rồi. Cái thể loại âm nhạc này không phải là thể loại âm nhạc duy nhất mà hai con có thể hát được đúng không? Dạ vâng ạ. Chính xác, những điều mà cô Hòa nhìn thấy là những điều mà cô nghĩ là các con cũng cảm nhận được. Cho nên hãy về đội của cô Hòa để cô Hòa có thể dạy con tất cả những điều mà cô Hòa có thể. Thứ ba là đội Em chưa nói gì hết. Em phải cho em nói để cho người ta biết em tồn tại trong chương trình. Xin mời làm. Trên trời khó chịu vì sao? Thôi đó hả trời. Xếp thành bốn chữ tài năng quá trời. Nói về cái vấn đề chuyên môn á, cô Hòa Minzy đã nhận xét cho tất cả các con rồi. Nhưng mà chú còn có một cái yêu cầu ở cá nhân nữa, xem các con chủ động về mặt sân khấu như thế nào. Các con khuấy động được khán giả, chủ động được trong cái cách trình diễn của mình. Đó là một trong những yếu tố mà chú gà cái cần này chọn tụi con. Cảm ơn ạ. Chú ngồi dưới, chú cũng hồi hộp thay cho tụi con 2/3 bài hát rồi mà vẫn chưa ai chọn hết trơn. Cái này mở ra một cái ùa ra như voi về rừng vậy đó. Trời ơi, tràn xuống dưới liền, đúng không tụi con? Đó, phải máu lửa như vậy. Bây giờ sẽ là đội thứ ba, đội màu vàng lên tiếng. Anh chào hai em. Ê, con chào chị. Ôi, anh ơi. Chị chào hai bé. Anh nói trước về chuyên môn đi. Trong cái giọng hát của hai con á, thứ nhất là cái phần bè rất là hòa quyện với nhau. Hai đứa con hát chung với nhau lâu chưa? Mới thôi. Mới thôi mà đã như vậy rồi hả trời ơi. Cái này mà hai con mà hát chung với nhau lâu hơn nữa thì sẽ càng hay hơn nữa. Và trong hai đứa con có một cái lửa. Ngày xưa chú Trung cũng đi thi, nhìn huấn luyện viên á, mình bị sợ. Cánh cửa vừa mở ra, hai con ra gặp 6 huấn luyện viên, tụi con càng sung hơn nữa. À, có nghĩa là trong người tụi con có cái lửa, nhưng mà cái lửa của con chỉ là mới bếp dầu thôi. Con về với chú, con sẽ được lửa bếp ga. Trời ơi, Nhi cẩn thận nha, lửa bén cái là cháy cái đầm. Không sao đâu, bởi vì về với đội cô chú là cô chú sẽ dung hòa hết tất cả mọi thứ. Khi mà cái lùa nó lùa ra một cái, tấm màn bí ẩn. Tấm màn bí ẩn trượt ngang ra, hai tụi con xuất hiện. Mà đỉnh điểm là khi hai tụi con tới đây bắt tay cô đã tình cố tình là bẻ tay con bé Hưng, bẻ trời tay ơi. Bé Hưng nhắc nhéo bé Hưng để coi bé Hưng nó có cái sự mà kiềm chế không. Nếu như một người mà không có một cái sự bình tĩnh đó thì con sẽ đang hát đau. Nhưng con rất bình tĩnh. Nghe nói xong chúng ta kiểm tra lại con có bị đau không. Bẻ tay cái tay phải của bé Hưng, hồi nãy em có bắt tay rồi em có bẻ ngược lại. Ủa chị ơi, em diễn viên mà sao em ngang ngược vậy? Đó là lý do tại sao em phải rèn luyện cho bé Hưng ngay từ bây giờ. Bởi vì với khả năng của con sẽ còn tiến xa hơn con. Nữa. Vỗ tay gì đi. Hay quá. Đúng. Đó là kinh nghiệm, đúng rồi. Làm sao mà khi mình hát mà cho dù tác động bên ngoài mình vẫn hát được. Đúng rồi. Ngày xưa chú đi hát mà chú đang hát rồi nè. Chú đòn nhảy đập đầu chú bớt rồi. Chú cười. Cái mình cần là cái phát triển. Còn những cái phát triển mà gọi là xã hội bị bẻ tay bẻ chân là có cô Diệu Nhi. À mà con ơi, con phải nhìn lại cái tiềm năng tương lai. Con không thể nào mà con có thể sinh tồn trong một cái môi trường bạo luật nghệ thuật. Đúng rồi con ơi, mình đi hát chứ phải là mình đi đánh trận bé. Đúng. Ờ, trong cái môi trường êm đềm con về con sẽ được thăng hoa. Đúng. Còn bây giờ mà con đi hát với môi trường của cô Diệu Nhi, con về là con muốn tiền thật sự nữa. Chú Lập nói rất đúng luôn. Nhưng con ơi, con đã mười mấy tuổi rồi và cuộc sống này con biết không bao giờ trải hoa hồng. Mình phải chuẩn bị tinh thần để có những chỗ, những nơi mình trình diễn nó sẽ đòi hỏi mình phải len lỏi người. Len lỏi tiếp tục vũ đạo. Đúng luôn. Vâng vâng, có những nơi trình diễn vô cùng nguy hiểm và những nơi đó chỉ có chị Diệu Nhi thôi nha. Đúng rồi. Và con ơi, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, nhưng riêng về đội cô chú trải hoa hồng cho con. Hay đi rồi. Con hãy nhìn cô chú đi như hai đó hoa hồng. Cô chú nằm đó con đi luôn. Đi đâu? Chị bắt cái chuyện mà đi đâu vậy? Em nói một câu cuối một cùng. Câu cuối cùng. Thôi. Yeah. Thật sự mà nói, cô nghe hai đứa con nói về cái niềm ước mơ mà được dạy cho những đứa bé gọi là chưa có khả năng âm nhạc. Cô rất mong muốn hai con dạy cô trước. Tại vì khả năng âm nhạc của cô rất yếu. Thật sự. Và cô biết rồi, con rất là yêu cô đúng không? Bởi vì 2 năm trước không có cô. Năm nay có cô mà con đi tham gia như vậy. Cô biết là hai đứa rất yêu mến cô. Rất xúc động. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Vậy thì bây giờ tụi con có muốn bàn bạc với nhau trước không? Để có thể đưa ra quyết định. Rồi bàn bạc đi. Nãy giờ bắt nhẹ nhàng lắm. À bắt nhẹ nhàng lắm. Lắm người ơi. Về với đội cô Nhi dạy cho hát bè. Cô Nhi là hát xuồng luôn chứ bè gì nữa. Rồi, nào. Căng thẳng quá. Bây giờ sẽ là thời gian hồi hộp của
3 cặp đôi huấn luyện viên. Xin mời tụi con. Dạ, đội mà con chọn đó chính là chú Thanh Duy và cô Khải Như. Chúc mừng. Thank you. Tại sao vậy? Hai con đứng giống như là bỏ ngoài tai những gì mà cô con nói. Con đúng rồi. Đây là cạm bẫy của con ơi. Bỏ chạy đi con. Dạ chạy thì hai đứa. Tại do là con thấy là chú Thanh Duy và cô Khải Như là bọn con rất là thuyết phục mà. Dạ vâng. À, chúc mừng. Dạ. Nhưng mà cô Diệu Nhi yên tâm là lâu lâu sẽ cử hai đứa qua dạy em hát. Tuyệt vời, nhớ hứa là dạy coi chưa. Không chọn tôi bẻ cái tay rồi. Dạ. Một tràng hơi tay chúc mừng cho đội Bông Hồng đã có cặp chiến binh đầu tiên. Cảm ơn mấy con nha. Thank you. Mới có cặp đầu tiên thôi mà làm cho ba cặp đôi phía dưới đang tâm hồn rất là sao động rồi. Và bây giờ hãy cùng nhau chơi để xem bức màn này sẽ đóng lại và giọng ca nào sẽ xuất hiện. Xin mời. Trên lúa xanh mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh táo tận cho lúa thơm, con thơ cười dù khung khến đó là niềm vui biết bao. Là mẹ của con yêu từng bước chân con về, mẹ là bờ đê trên con đường đến trường. Là mẹ của con yêu
một tràng hô tay thật lớn cho hai bạn nhỏ. Chúc mừng tụi con. Đầu tiên là có ba sự lựa chọn. Giới thiệu tí xíu cho các cô chú phía dưới biết tụi con là ai nha. Dạ, con xin kính chào quý vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Thảo, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ Tây Ninh. Dạ, con xin chào huấn luyện viên và khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Hương, con năm nay 12 tuổi, con đến từ Vĩnh Phúc. Trời ơi, hát nhạc dân ca miền Nam quá là ngọt ngào như vậy luôn. Tụi con thích chương trình, tụi con đăng ký tham gia hay sao? Dạ, con thích chương trình. Tại vì con đam mê ca hát. Con đam mê ca hát. Vậy thì chú Minh Sự hỏi là ngoài cái dòng nhạc dân ca miền Nam ra, con có còn biết hát thêm một phong cách nhạc nào khác nữa không? Con hay hát nhiều bolero miền Nam. Nếu mà tụi con về đội của chú thì chú, cái kho bài bolero của chú rất là nhiều. Chú sẽ lựa cho tụi con những cái bài phù hợp với lứa tuổi hơn. Các con có nghe chú Thanh Duy hát bolero chưa? Chú Thanh Duy ơi, chú Thanh Duy hát cho các con đi, thuyết phục các con đi nào. Thay cho lời mời gọi nha con. Thay cho lời mời gọi nha. Ôi trời, anh. Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu thả hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn. Được chưa? À được rồi, được rồi. Cũng đủ phê rồi đó. Các chú bé chú không nhận là mình hát bolero hay, nhưng chú có một cái kho bài bolero rất là nhiều và phù hợp với giọng ca của từng đứa. Chú Thanh Duy có rất nhiều kho bài bolero, nhưng cô Diệu Nhi biết còn có một cái kho mà nó rất là nhiều bài bolero nữa, đó là trên mạng đó con. Cô tìm trên mạng là có rất là nhiều luôn. Anh Trung ơi, nói về thể loại bolero thì anh Trung cũng hát rất hay phải không ạ? Nói gì đi anh, thể hiện đi anh. Khi hồi nãy hai con hát, cái giọng hát nó chạm đến trái tim của chú và chú khóc. Hát hay thì có thể là do trời sinh ra giọng hát, là thường là bẩm sinh là nhiều. Nhưng mà hát để chạm đến trái tim đó là tình cảm. Và tụi con đã truyền tải được cái nội dung bài hát đó và tình cảm từng lời hát chạm trái tim của chú. Ngày hôm nay chú ngồi được ở đây một phần cũng là do chú đã từng thi tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng và được giải Á quân. Và chương trình đó là toàn là những ca khúc về bolero và dân ca không. Chú là rất thích cái giọng hát của hai con. Chú nghĩ là chú sẽ đủ khả năng để làm hết tất cả những gì mà phô giọng hát của hai con ra nhiều hơn nữa. Đó cũng chính là lý do em gạt cần. Dạ. Em có một cái linh cảm. Hòa cũng đang chọn một thí sinh có thể hát được những dòng nhạc của mang âm hưởng dân ca. Thật sự cái độ mượt mà nó vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mà cảm nhận được bên trong đó có cái gì đó, nó uẩn khúc ở trong đó đó. Em quay qua em hỏi Hòa, em có thắc mắc là lý do tại sao mà hai bé lại chọn cái điều mộc mạc, mặc một bộ đồ rất mộc mạc, thậm chí là không make up, không có cái gì gọi là sự lộng lẫy của một người trình diễn. Và anh tin chắc là phía sau đó có một câu chuyện gì đó. Và em hỏi mấy Hòa rằng là có thể cho bé một cơ hội, nếu như có một cái điều gì đó nó không hay đối với hai bé thì mình sẽ cố gắng tạo cơ hội cho hai bé, để hai bé có nhiều cái khả năng để mình khai thác được nhiều hơn, để cho hai bé thỏa sức được nhiều hơn. Một tràng hô tay cho Huỳnh Lập được không ạ? Và chính cái sân khấu này cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn dành cho tất cả các bạn nhỏ có đam mê âm nhạc. Con có thể chia sẻ với các cô chú ở đây về hoàn cảnh của mình. Lúc con 10 tuổi thì con học từ năm lớp 2, nhưng mà con bây giờ là con lớp 6, nhưng mà con không có còn đi học nữa. Con không có như người khác nên ba mẹ con bỏ nhau và con không có còn điều kiện. Mẹ con dẫn con vô đây. Mẹ con dẫn con vô đây để đi bán, đi hát, bán kẹo kéo. Nên là con vừa bán kẹo kéo, vừa tiếm chương trình thi. Con cũng không có điều kiện để đi học. Em và anh Lập lần đầu tiên được ngồi cạnh nhau trong một chương trình. Không hiểu vì sao thì hai anh em có những cái linh cảm rất là giống nhau. Khi mà nhìn hai con, thật sự em không còn là cảm nhận về âm nhạc, hay là không nghe là bài này con hát có hay hay không, hay là
hay là phô hay là tranh gì cả. Con em chỉ cảm nhận một điều là một bé đang không còn được đi học, không còn được gặp các bạn bè ở trong trường nữa, muốn thể hiện khả năng của mình, và chắc chắn là con còn muốn tỏa sáng để có thể giúp đỡ mẹ con, đúng không? Thật sự trong cái cuộc sống này có quá là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà con có về đội của em sẽ hỗ trợ hết mình để con có thể đi học lại. Khi mà con đã có mặt ở đây rồi, và cái điều mà chú thấy tuyệt vời nhất á là bạn Thảo ở bên này cảm thấy gia đình của bạn Hương quá vất vả, cho nên là đã giúp đỡ Hương cũng rất là nhiều. Và ngày hôm nay con có một người bạn song ca với con rồi, con hãy tự tin lên nhé. Em nghe hai giọng của hai con á, thì con hát á nó rõ ràng và nó tự tin hơn bạn rất nhiều. Và cô cảm nhận được trong giọng hát đó nó có khả năng. Nói về bolero thì em không phải là sở trường, nhưng em cũng được tham gia và trải nghiệm về bolero rồi. Và nếu con thích bolero, em có thể giúp đỡ con. Em không hát được bolero, em sẽ nhờ các cô chú anh chị ca sĩ bolero mà em quen. Em mong muốn được chia sẻ hoàn cảnh của con và chia sẻ cái giọng hát và cái khả năng của em với con, nhờ cái giọng hát của mình để phát triển được cái cuộc đời của mình. Cảm ơn Hoa. Dạ. Một tràng hối tay cho đội đỏ. Chú tin một điều là sắp tới đây con sẽ bớt đi những cái giọt nước mắt này, và thay vào đó những nụ cười thật là tươi nha. Sau khi nghe chia sẻ của con thì cô lại càng tôn trọng quyết định của con hơn. Các đội ở đây ai cũng sẽ mang đến cho con cái điều tốt nhất. Và bây giờ nếu con có chọn ai thì các đội còn lại chắc chắn cũng sẽ ủng hộ con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định của các con nha. Xin mời tụi con. Dạ, tụi con quyết định sẽ chọn đội của... Và cô Hòa Minzy, chúc mừng tụi con, mời tụi con về với đội màu đỏ. Cảm ơn con nha, cố lên hai đứa nha. Cố lên. Cảm ơn anh chị. Đã có rất là nhiều những nụ cười được chia sẻ, đã có rất là nhiều những giọt nước mắt phải rơi khi mà hoàn cảnh chúng ta không cho phép mình thực hiện được cái ước mơ của mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà Minzy hy vọng rằng là tất cả các bạn nhỏ của chúng ta đến với chương trình này sẽ là những chiến binh với sự hỗ trợ của các huấn luyện viên. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Vô danh đã sống vẫn thờ ơ, nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm, đã sống không thật gần ai và cách xa mọi người. Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa, vô sống đời tha phương. Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Từng sóng sóng như hòn đá, sóng như hòn đá, sóng không một tình yêu, sóng chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng hóa thân thành tơ, bao giờ
bằng gió đường hoa thân thành đó. Đừng sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ để thân mình, sống một luôn luôn bằng giá đường hoa thân thành đó. Bảo Trâm. Nào, hai tụi con giới thiệu tí xíu về bản thân nào. Con tên là Vũ Ngọc Bảo Trâm, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Con rất đam mê hát và con muốn tham gia chương trình này để thử sức mình ạ. Còn con tên là Nguyễn Ngọc Đan Lê ạ, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Hà Nội ạ. Con có khả năng là hát, đàn và nhảy ạ. Trời ơi, chất quá con ơi, nhìn con cực chất luôn á. Rất là lạnh lùng vậy đó. Giọng con hay lắm luôn á. Con biết nhảy hả? Dạ vâng. Sao nãy cái phần biểu diễn của con hai đứa không có nhảy gì hết trơn á. Jun hả? Không sao, không sao, về chú sẽ dạy con nhảy. Yên tâm. Con cảm ơn. Hai đội này đã gặt cần để có thể chọn tụi con rồi. Bây giờ phải lắng nghe ý kiến của bốn vị huấn luyện viên phía dưới. Cất giọng hát lên là cả cô chú lần đều phải nhìn nhau là hay được đó nha, được đó. Thì khi mà bấm cần xong rồi tụi con xuất hiện, nói thật là cô chú hơi thất vọng một xíu, bởi vì là cái nhạc này nó quá hay, nó quá sôi động. Tụi con phải kết nối được tất cả mọi người lại với nhau, nhưng hồi nãy tụi con chỉ là tập trung vào đồng đội của mình thôi. Nhưng những cái điều đó cô chú có thể dạy tụi con được. Tụi con là bị như thế này, tập sao diễn vậy, nên khi mà ra ngoài này cô chú có cổ vũ cỡ nào con cũng vẫn bước qua bước lại. Nhưng tụi con biết không, sân khấu là sự ngẫu hứng, là sự thích ứng. Cô Khải Như và chú Thanh Duy có thể dạy tụi con được cách thích ứng từng cái nhỏ để có thể mang mình tới tiết mục tuyệt vời. Nó màu vàng thì sao ạ? Khi mà hai cái màn này chưa đưa ra thì chú tưởng là con trai hát. Đúng, vì giọng rất là dày, rất là khỏe. Quá mạnh và quá dày. Cái bức màn mà vừa ra đó chú hết hồn. Ủa? Sao mà con gái mà giọng khỏe dữ vậy trời? Tụi con hát rất là tốt, rất là hay, nhưng có một số điểm tụi con bị khuyết, nghĩa là khi những cái nốt thấp tụi con hát không nghe được. Đó là về phần thanh nhạc. Và phần còn phần diễn xuất là có cô là... Ngoài những cái vũ đạo con ơi, ca hát ngoài vũ đạo thì mình còn phải có điểm xuyến thêm diễn xuất. Cô để ý có những cái đóng băng á, những cái câu, cái lời đóng băng thì những lúc đó hai con phải đóng băng luôn. Đóng băng là sao? Đóng băng nhạc cứ trôi mà tới phần tụi con hát tụi con vẫn không hát cho cô. Trời, cái đó là cái sự gây chú ý khán giả. Trời, sự tạo bất ngờ. Đó là về phần diễn xuất và vũ đạo. Chị ơi, gì nói thế, em sợ không được chọn mắt nói kiểu thật khác. Sự luôn à, mình phải nói kiểu để được chọn á hả? Đúng rồi. Ôi tại sao em bán đứng ngành vậy? Không, do là chị Nhi chưa được bẻ tay một bạn nào đấy cho nên là không có, chưa sung lên. Nãy giờ cô nói gì con quên đi. Thôi, con chỉ nhớ chú Trung thôi. Cô chỉ có thể góp ý và làm cho những cái gì mà hai con tốt nhất. Nếu như mà nói về phần những cái bài không phải là sở trường của hai con á, nhưng mà cô cũng sẽ có cách những cái sở trường của hai con nó sẽ trở thành cái sở trường của con. Là gì vậy? Nói gì vậy chị? Cô xin lỗi. Chị đi khám cái não điện đồ của mình đi. Chung. Bây giờ nghe nè, anh phải thuyết phục thêm một lần nữa. Bây giờ hát mình nói được rồi đúng không? Bây giờ anh nhảy được không? Ban nhạc đánh đoạn cha 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 cái nhảy liền cho em coi, thuyết phục. Lên nhảy nè. Wow. Chú sẽ dạy con nhảy. Cô Diệu Nhi lên nhảy luôn nha. Đừng. Cô Diệu Nhi đã tham gia một chương. Đó, đúng rồi. Hey. Wow. Come on. Nhi ơi, đúng rồi Nhi ơi. Đúng rồi, sao rồi? Đúng rồi. Tay lên, tay lên. Đúng rồi. Hay quá Nhi ơi. Hey. Đỡ lên. Chú ơi, mất mặt quá. Trời ơi, dốt rồi, té nè. Đó. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Đợi. Mệt quá, cắt nhạc ấy, trời mệt quá. Hay quá. Hai con ơi, hai con có biết cô không? Sau khi xem cái phần trình diễn này xong, chú tin chắc rằng cái phần trăm con nghiêng về phía này càng ngày càng giảm dần. Chính xác là như vậy luôn. Không, chú nói câu cuối cùng nè. Khi mà tụi con ra hát, nhạc rốc là phải sung rồi. Khi mà tụi con có thiếu một cái lửa trong đó, khi mà hát nhạc rốc á thì phải sôi động, phải khùng lên. Mà cái đó cô Diệu Nhi có nhiều lắm. Đúng. Hồi nãy cái bài nhảy vừa rồi, cô và chú Trung chứng minh cho hai tụi con thấy, nhảy không phải là sở trường của cô và chú Trung, nhưng mình phải làm sao để cho khán giả hút vào cái phần trình diễn của mình. Ủa, sao lúc và đầu quên anh... đi những cái sở trường và những cái khuyết điểm của mình. Sở trường mà quên đi khuyết điểm luôn là sao? Hồi nãy giờ mình đã hiểu chất liệu luôn á. Một cái gì luôn hả chị? Nhi. Bây giờ cho chú nói, quyết định là ở tụi con thôi. Tụi con thấy giữa đội cô chú nè, đội nào làm cho tụi con biểu diễn tốt hơn?
con muốn vậy nhất không? Về gặp đội chú. Trên trời có chuyện vì sao nữa? Ngồi đi anh, làm thơ dài lắm. Bốn chữ trời ơi ngậm ngùi. Thank you.